Cô chào các em, hôm nay cô sẽ giới thiệu đến các em chương 3, cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng 8 năm 1945 với bài 21 Việt Nam trong những năm 1939-1945. Bài này có hai nội dung lớn, đó là một tình hình thế giới và Đông Dương, hai những cuộc nổi dậy đầu tiên. Bây giờ các em sẽ tìm hiểu phần 1 tình hình thế giới và Đông Dương. Các em hãy cho cô biết tình hình thế giới sau khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ như thế nào. Vào tháng 9 năm 1939, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Lúc này, phe phát xít đang thắng thế và phát xít Đức đang làm mưa làm gió ở chiến trường châu Âu. Và đến tháng 6 năm 1940 thì chính phủ Pháp đã đầu hàng phát xít Đức. Đó là nội dung đầu tiên. Mời các em ghi bài. Vậy khi chính phủ Pháp đầu hàng phát xít Đức thì tình hình ở Đông Dương có gì thay đổi? Lợi dụng việc Pháp đầu hàng Đức, đồng minh của Đức là phát xít Nhật đã nhảy vào Đông Dương. Đó là vào tháng 9 năm 1940. Cô mời các em ghi ý thứ hai. Lúc này khi Nhật kéo vào Đông Dương đã nhanh chóng câu kết với Pháp để thống trị Đông Dương. Vậy các em hãy nêu những cái sự kiện chứng tỏ Pháp-Nhật câu kết với nhau để cùng đàn áp, bóc lột nhân dân Đông Dương. Đó là Hiệp ước Phòng thủ chung Đông Dương được Pháp và Nhật ký vào ngày 23 tháng 7 năm 1941. Thứ hai là khi Nhật phát động chiến tranh ở Thái Bình Dương thì chúng bắt thực dân Pháp ký thêm hiệp ước cam kết hợp tác với Nhật về mọi mặt vào ngày 7 tháng 12 năm 1941. Cộng với các thủ đoạn của Pháp và Nhật, đây là những nội dung các em sẽ đọc sách giáo khoa trang 81 và 82. Cô mời các em ghi ý tiếp theo. Nhật và Pháp câu kết đàn áp, bóc lột nhân dân Đông Dương. Vậy vì sao Pháp-Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dương? Lúc này, thực dân Pháp không đủ sức chống lại Nhật, buộc phải chấp nhận các yêu sách của Nhật. Mặt khác, Pháp muốn dựa vào Nhật để chống phá cách mạng Đông Dương. Còn về phía phát xít Nhật thì lại muốn lợi dụng Pháp để kiếm lời và cùng chống lại cách mạng Đông Dương, vơ vét sức người sức của để phục vụ cho cuộc chiến tranh của Nhật. Chính vì thế mà Việt Nam chúng ta đã trở thành thuộc địa của Nhật và Pháp. Và với tình cảnh như thế, lịch sử gọi đây là một cổ đôi trồng. Cô mời các em ghi các ý tiếp theo. Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp phần 2 La Mã, những cuộc nổi dậy đầu tiên. Ở nội dung này, theo công văn 3280 của Bộ Giáo dục, các em sẽ lập niên biểu các sự kiện tiêu biểu như sau. Cô mời các em ghi bài. Chúng ta qua phần 2 nhỏ, đó là bài học kinh nghiệm và ý nghĩa lịch sử. Với những cuộc nổi dậy đầu tiên này đã để lại nhiều bài học bổ ích về khởi nghĩa vũ trang, về xây dựng lực lượng vũ trang và chiến tranh du kích. Và những cuộc nổi dậy đầu tiên này đã trực tiếp chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Đó là nội dung của bài 21. Cô có hai câu hỏi để củng cố bài học ngày hôm nay. Thứ nhất, đó là tình hình thế giới và Đông Dương có gì thay đổi sau chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Các em xem lại phần 1 La Mã của bài. Và câu thứ hai, hãy kể tên những cuộc nổi dậy đầu tiên. Câu hỏi này, các em xem lại phần 2 La Mã của bài 21. Về nhà, các em sẽ có hai việc cần phải thực hiện như sau. Một là đọc lại nội dung bài 21 phần 2 La Mã, những cuộc nổi dậy đầu tiên. Và hai, các em sẽ đọc và ghi tự trước bài 22. Cô cảm ơn các em đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Thân ái chào các em.